họ cứ đến kéo nhau đến 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 đây. Năm chiếc bánh chào anh chị em. Con đường năm chiếc bánh đang chạy xe đến là điểm linh thiêng của triệu con tim. Con đường khác hơn so với sự đông đúc nhét nhét cách đây một năm. Mời anh chị em cùng đến giáo điểm tin mừng để xem sự hiện diện của những mảnh đời cần Chúa xót thương. Dù không còn cha Giuse Trần Đình Long ở đây sau một năm, thì những chuyện lạ lùng có còn hay không? Lối nhỏ vào thánh đường giáo điểm tin mừng đã thay đổi hẳn. Dọc hai bên được phủ đầy cây hoa kiển ven vệ đường với nhiều bảng lời Chúa trên vách tường rào. Tình cờ năm chiếc bánh hỏi thăm một chị bán tượng, ảnh, chuỗi hạt, kinh sách và mấy bài giảng lòng thương xót bên hông nhà thờ, nói về một năm qua ở giáo điểm tin mừng. Con như vậy là con vào đây mấy năm rồi nhưng mà con không được về. Tết họ cứ đến kéo nhau đến đây đấy, ngoài Bắc, ở ngoài Bắc, ở ngoài Hà Nội, rồi là ở Nam Định, rồi Bùi Chu thì là ở ngoài Bắc Hà, với này ở Vũng Tàu là họ cứ về đây thì là họ đi, họ xin được ơn thì họ về nhà con họ tạo. Một năm qua chị thấy làm sao? Dạ, năm qua là con thấy là cũng nắm người họ xin được ơn là họ về đây là cũng đông ạ. Ơn gì? Dạ, con được ơn là con cũng đau đớn, con không rông nổi. Con đến đây là con được ơn. Đến đây con bị đau bao tử đấy. Viện ngôn ngữ thứ là họ bảo con là về thèm cái gì ăn, khóc với chồng. Thèm cái gì ăn. Đi đến đây về là con khỏi, con không có đau bụng nữa. Họ bảo là ruột con là có rất là mụn. Dù có đổi thay, nhưng không gian nơi đây thật quen thuộc với nhiều giáo dân. Từ Bắc chí Nam, những người từ miền núi đến đồng bằng đều đã về đây. Nhiều người đã đến đây ở lại vài tuần để cầu nguyện, xin ơn từ lòng Chúa thương xót. Khuôn viên nhà thờ tuy thanh bình, nhưng lại không hề vắng lặng bởi tiếng kinh, lời hát của người dân từ nơi khác đến. Có người từ quận khác đến, có người từ tỉnh thành xa đến ở trọ gần nhà thờ, có người ngồi từ sáng đến chiều tà bên tượng Chúa, chóp chóp lại thấp thoáng một vài bóng dáng đến viếng Chúa, viếng mẹ Maria. Quả thật, tại giáo điểm là nơi Chúa tỏ bày quyền năng Chúa, tình thương chăm sóc của Ngài cho dân. Chính Ngài là vị mục tử tối thượng đang giơ tay chúc lành, ban ơn cho những ai kêu cầu tin tưởng vào Chúa. Cha Long đi khỏi giáo điểm, nhưng những ơn lành Chúa vẫn ban. Việc của Chúa làm thật kỳ diệu, chúng ta không hiểu được. Có khi là qua Cha Long, qua nơi chốn là giáo điểm tin mừng, nhưng có khi bất cứ nơi nào ta khấn nguyện cũng được Chúa nhận lời. Mời anh chị em cùng nghe cảm nhận của một chị về giáo điểm hôm nay ra sao, có gì khác hay không, và những chuyện lạ lùng chị thấy trong năm qua, chia sẻ anh chị em cùng nghe. Ở đâu cũng có Chúa, nhưng mà thực sự ở đây thì Chúa đã hiện diện và đã cứu chữa rất nhiều bệnh nhân. Có những người họ đã cuộc sống họ đến tận cùng, họ bị giống như là bị nghiện ngập rồi rượu chè. Có những người vợ đau khổ vì chồng suốt ngày đánh đập rượu chè, nhưng mà đến đây xin thì cũng được ơn Chúa cho hết. Rồi những người bị đau bệnh ung thư cũng hết, rất là được nhiều. Giống như bản thân em đã thấy rất là nhiều người xung quanh mình, giống như có một anh chị con ông bác của em á, thì em cũng nói là ở đây cha đang cho ơn cho con, đó là Chúa chữa lành bệnh và xin ơn có con. Thì chị ở ấy đi làm ở trên Bình Dương ấy, và đã xuống đây cầu nguyện 2-3 lần, thì giờ có bầu gần sanh rồi, rất là mãn nguyện. Và là hình như có cũng là 7-8 năm mới chưa có con á. Thì và những người ở đây, con em biết có những
có chú đó người Nghệ An là bị mù, thì chú đó nằm trên giường mà chỉ cần là được khỏe mạnh và đi lại được để đi vệ sinh thôi. Nhưng mà chú ấy đã đến đây và cầu nguyện thì được ơn của Chúa chữa lành cho chị ấy, cho chú ấy. Và chú ấy đã đến hiện tại là tay thì cụt nè và mù, mắt mù nè, và vẫn đến đây được nằm trên giường, mà sau này đã đến đây được. Và em chứng kiến là chú ấy đã ôm tượng Chúa mà khóc, mà em ngồi với em phải khóc với Chúa đó, khóc với chú ấy đó. Thì sau em thấy chú đó giờ hình như chú có mướn nhà đó trong xóm này nè để đến đây cầu nguyện nè, mà chú ở đây không biết giờ còn chú không. Thì hình như cả tháng nay, hai tháng nay em cũng ít đến đây, thì lâu lâu á nhớ Chúa thì đến thôi. Còn và em cũng là người ngoại đạo nhé, chứ không phải là người có đạo đâu. À, đã theo Chúa là 13 năm từ lúc đi khấn con mà đến lúc có con, rồi cũng bị rối đạo nên chưa vô được. Nhưng mà đứa con thì được rửa tội lúc được 1 tuổi, giờ nay là 10 tuổi rồi và 9 năm rồi, thì em cũng mới khấn Chúa và được Chúa nhận làm con cái của Chúa mấy tháng nay. Nhưng mà mình thực ra là xin Chúa được ơn thì mình cũng phải nhớ ơn Chúa, là mỗi ngày phải cầu nguyện, đọc kinh Minh Khôi và kinh lòng thương xót. Đó là Chúa hiện diện ở đây là có thật. Giáo điểm Tin Mừng không phải là trung tâm hành hương của giáo phận hay của Giáo hội Việt Nam, nhưng nơi đây vẫn luôn là nơi linh thiêng cho con cái của lòng Chúa thương xót. Những ngày trong suốt 1 năm qua, vẫn còn có người đến để cầu nguyện và xin đẹp lòng Chúa, thì Chúa vẫn tiếp tục ban cho họ được như mong ước. Chúa muốn chọn giáo điểm Tin Mừng trong một thời gian như là lời mời gọi cho con cái nhận ra Chúa, và có lẽ bây giờ ý Chúa muốn khác. Chúa muốn con cái mình thực hành lòng Chúa thương xót, tôn thờ Chúa trong âm thầm khiêm tốn, bớt ồn ào, chỉ là thinh lặng cầu nguyện, hay trở về với gia đình và bà con lối xóm xa gần. Chúng ta càng thấy điều đó khi chúng ta đang đối diện với nghịch cảnh trong cuộc đời mình. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Nơi đây được Chúa chúc lành khi con cái quay trở về cầu nguyện.